Có bao giờ nên quay lại với người yêu cũ không ạ? Đó, giờ anh định quen ai mà em chưa có hỏi vấn đề đó em cho. Ủa cái gì vậy, cái câu chuyện em kể chị còn không hiểu, em đang nói cái gì lộn xộn, thằng A ưng thằng B ưng B thằng C cái gì vậy không hiểu. Tụi bay có thể nào đặt câu hỏi mà rõ ràng hơn được không? Tụi bay yêu cái gì mà nhúi nhùi mà tóc tai rụng rụng rồi xong rồi còn quấn vô đủ thứ màu sắc, bảy sắc cầu vồng vậy, làm sao ta trả lời? Đặt cái câu hỏi thì cũng phải đặt câu hỏi cho người ta có cơ hội để người ta trả lời chứ, đặt câu hỏi mà nó đi một cái vòng nó không biết đi đâu luôn. Em muốn hỏi là có bao giờ nên quay lại với người yêu cũ không ạ? À? Chúc chị buổi tối tốt lành. Có em, có những trường hợp em có thể quay lại với người yêu cũ. Chị luôn thích cái câu mà thầy nói với chị, thầy chị nhắc chị thường xuyên luôn, tại vì chị là kim ngưu, chị hai bước đi là chị bước đi luôn, lắm chị không cho người khác cơ hội. Ok, thì cái câu mà thầy chị nói là con người luôn có khả năng thay đổi không đồng nghĩa với việc họ chắc chắn thay đổi, nhưng mà con người có khả năng thay đổi, cho nên em phải biết khi họ thay đổi. Ok, em có thể đón nhận họ như là một người mới hoàn toàn. Và cái câu này là câu mà chị nói với tất cả người yêu cũ của chị, khi mà họ quay trở lại họ muốn làm lại với chị luôn, chưa có một thằng nào mà chia tay với chị mà không muốn làm được hết, thằng nào cũng quay trở lại anh ơi em ơi anh cần em, không có lại em là anh nhận ra cuộc đời này anh mất đi một người phụ nữ tuyệt vời nhất, đại loại là như vậy. Nhưng mỗi lần những người đàn ông quay lại như vậy, chị luôn tặng cho họ cái câu này bởi vì chị hiểu được là họ có khả năng thay đổi, có thể họ thay đổi không cần cho chị, cho người phụ nữ kế tiếp cũng đã tốt cho họ rồi. Chị luôn nói với họ là không chắc chắn cho anh cơ hội, nhưng mà giờ anh quay trở lại anh ngó coi anh ngày hôm qua với anh ngày hôm nay, nếu anh cùng nhau em cho anh cơ hội để làm gì, tại vì nếu như anh muốn quay trở lại cuộc đời em thay đổi giờ anh thay đổi để được những cái mẫu tiêu chuẩn này đi, rồi anh vô xếp hàng lại, anh bắt đầu xếp hàng lại từ đầu đi, rồi em với anh bắt đầu nói chuyện lại với nhau từ đầu. Thì nếu như đó là cái con đường mà em muốn cho người ta quay trở lại trong cuộc đời của em phải đủ có gan để đợi cho họ thay đổi, nhưng trong lúc em đợi đó em cũng phải họ đổi không gian. Nhưng mà con người là có khả năng thay đổi, và có những người, tại vì tại sao chị nói như vậy, tại vì chị thấy, tại vì thầy của chị cũng quay trở lại với người yêu cũ và kết hôn với cô vợ với cô thầy được, bởi vì khi hai người không chữa lành họ quen nhau họ yêu nhau họ có rất là nhiều vấn đề, nhưng mà khi cả hai cùng đi học một thứ học tách ra rồi họ chữa lành rồi họ lại quay lại với nhau, và họ thầy chữa lành của thầy, cô chữa lành của phần của cô, hai người vẫn ở hạnh phúc với nhau đến bây giờ luôn. Cho nên là cái câu trả lời của chị là có những người quay lại với người yêu cũ của họ và họ hạnh phúc với nhau, nhưng mà cái xác suất đó nó rất là ít, nó rất là nhỏ. Năm Nguyễn, chị ơi anh thường xuyên hẹn hò tán với bạn nữ, nhưng khi qua đường một đêm em không thấy động lại gì và lại đi săn tiếp. Ok, tại sao em lại là người như vậy hả chị? Em chỉ muốn tìm một người phụ nữ có thể làm bạn đồng hành với em như chị nói. Em muốn tìm được một tình yêu đó có cách nào không chị? Mấy bạn nam bây giờ ở cái thời đại mà các bạn có cái thứ chị gọi là cái app hẹn hò, làm cho họ quá dễ để mà họ có thể tụt quần là họ cứ tình một đêm và họ cứ đi săn người mới. Các bạn đang đi muốn tìm một cái người đồng hành với mình. Chị cho công thức rất là đơn giản và chị muốn tất cả các bạn nam đang coi của chị kéo ghé sát vô khúc này. Ok, nếu không có chị dạy cho tụi em về cái chuyện ví dụ như phụ nữ hơn em mà 10 điểm đi vậy mà em đang ở 6 điểm 7 điểm em không có gan tán lên á, thì câu trả lời của chị là những cái người phụ nữ 10 điểm này á, thật ra họ cũng như những người phụ nữ 1 2 3 4 5 ở cái phần mà nếu như em tán họ chắc chắn họ cho em thiệt, cho nên là em không nhất thiết em phải cứ hết ngủ với bạn này ngủ đến con kia, tại vì đàn ông tụi em nè, tụi em vô đây còn hay chị coi chị nói đúng không, tức là em luôn lựa cái con dưới cơ em để em lại em hỏi số điện thoại, ví dụ em vô bar vô sàn em gym em đi những cái chỗ cái thì em thấy cái con mà em đoán á nghe là nó hơn em rồi, em không bao giờ dám tới để mà em xin số điện thoại, em không bao giờ dám tới để em hỏi điện thoại, tại vì em nghĩ trong đầu em nó ngay lập tức em giật một cái câu chuyện là má nó mang đồ già gì đó, nó mặc cái đầm đó, nó đi đâu nó tướng nó như vậy, nó nói chuyện thông minh như vậy chắc mình không có cửa đâu thôi,
mình dịch của cái con cái bên, trong khi cái con đó lại là có khi có con độc thân đó, ở trong khi cái con đó nó lại có thể là cái tiêu chuẩn nó không cao như vậy, nó nặng hàng như vậy, có khi nó cũng phụ anh giúp em để trở thành một người đàn ông mà thành đúng cái tầm cỡ mà như em muốn luôn. Cho nên là cái công thức của mình chỉ có cách nào cho em không, là chị nói cái cách duy nhất đó là em mặc giày vô, em mặc nó nào cũng nói điện thoại, em đừng có bất kể là em nhìn nó bên ngoài rồi em đánh giá là sao nó có tiền sao kệ nó, em có điện thoại em cho anh xin ấy. Ví dụ 100 con mà cho là 80 con nó không nhắn tin, 20 con còn lại tin cũng được rồi. Nếu vấn đề là mình phải đi thả giống. Đàn ông hay bị cái đàn ông hay bị cái sĩ diện á, với lại hay trong đầu có phải tụi bay hay dựng chuyện lên không, có phải là tụi bay hay dựng chuyện đầu cái là bắt đầu chết cha rồi, con này là ngoài cửa của mình rồi, chắc là mình không có cửa đâu rồi này nọ. Đừng, em sợ gì, tấn tới đi, tán tới đi, xin số điện thoại tới đi. Bởi vậy chị thích đi những chỗ mà người ta không biết chị là ai á, bởi vì vô đó mấy anh đó hình dạng hơn. Có thể vẻ là đi về nhà, chị nhớ có vài lần đi á, có nhiều anh ảnh về nhà ảnh quen xong rồi biết tên gì chị rồi, bằng một con đường rồi nó lên ảnh Google chị, ngày mai ảnh nó chị lên. Còn chị không có tự ái đâu, chị cảm thấy đó là một cái rất là vui. Lý do tại sao họ block, họ nhận ra là chết mẹ rồi, con này nó cao hơn mình tới vậy, kiểu vậy. Chị cũng hiểu tối qua tự nhiên ra nó chuyện vui đi ăn hẹn hò cho đã, chứ mới đầu giới thiệu là tao tên là em, nhưng mà tên Việt Nam của tao là Nhi nghe, tự nhiên nó tối về anh lấy like lấy lúc mình sau lưng mình lúc mình đi ngủ anh Google mình cái mắt gì không biết nữa, sáng mình thâu tự nhiên nó anh lót mình mọi nơi, cảm thấy tổn thương dễ sợ. Nhưng mà sau đó mình hiểu là họ tự ti á, họ tự ti á, nên là mình nhận thức được. Tại vì tối đó nói chuyện là chị cũng nghi rồi, chị có chết mẹ rồi, chắc là nó biết là mình, tại vì người ta hỏi câu hỏi nhiều á là em biết rồi, là họ tự ti về họ. Ví dụ hỏi là mày tao có đẹp không, những thứ tao có hề hợp với mày, có đẹp đôi với mày không. Chị qua cái tuổi đó rồi, chị đi với con trai mà nó vẫn hỏi mấy câu đó là chị thấy ta bị thiếu tự tin của họ, là cái không có yêu cái bên trong của họ. Rồi, như thường lệ đừng có quên like, share và subscribe. Như quay trở lại với các bạn trong những cái like kế tiếp của Nhi.